Thank you.
John. Asurya namate loka. Asurya namate loka. Antena tamasavrita. Antena tamasavrita. Tamste pratyabhigacchanti. Tamste pratyabhigacchanti. Yeke chatmahano janah. Yeke chatmahano janah. Asurya namate loka. Asurya namate loka. Antena tamasavrita. Antena tamasavrita. Tamste pratyabhigacchanti. Tamste pratyabhigacchanti. Yeke chatma ano janah. Yeke chatma ano janah. Asurya namate loka. Asurya namate loka. Antena tam
ki gacchanti. Tasya smriti api gacchanti. Yeke chatmahano janah. Yeke chatmahano janah. Asurya namate loka. Anena tamasa vritaha. Anena tamasa vritaha. Tamste vritya vigacchanti. Tamste vritya vigacchanti. Jeke chatmahano janah. Jeke chatmahano janah. Asuya namate loka. Anena tamasa vritaha. Sakacchanaha. Anena tamasa vritaha. Tamsete pratisa vigacchati. Tamse vritaha vigacchanti. Jeke chamahano janaha. Jeke chamahano janaha. Asurya namate loka. Asurya namate loka. Andena tamasa vritaha. Andena tamasa vritaha. Tamte pratya vigacchanti. Tamte pratya vigacchanti. Yeke chatmahano janah. Yeke chatmahano janah. Asuya namate loka. Asuya namate loka. Anhena tamasa vritaha. Anhena tamasa vritaha. Chanti, Chanti, Cheke Chamahano Janah, Cheke Chamahano Janah, Asurya Namate Loka, Asurya Namate Loka, Akena Tamasa Vritah, Akena Tamasa Vritah. Tamste pritya vigacchanti. Tamste pritya vigacchanti. Yeke chatmahano janah. Yeke chatmahano janah. Asurya namate loka. Asurya namate loka. Anena tamasa vritah. Anena tamasa vritah. Tamse vritya vigacchanti. Jeke chatmahano janah. Jeke chatmahano janah. Asurya. Asurya. Lệnh sẵn là cho lại Asura. Nam. Nam. Nổi tiếng dưới tên gọi. Thế Loka. Loka. Hành tinh. Antenna. Antenna. Bởi vô minh. Tamasa. Tamasa. Tamasa là bóng tối. Avrita. Avrita. Ta là bị bao phủ. Tan. Tan. Tan là những hành tinh đó. Thế. Thế. Đây là họ. Pritya. Vidya là sau khi chết. Abigachi. Jana. Jana. Jana nghĩa là kẻ, những kẻ dịch, kẻ sát hại linh hồn, dù là ai đi chăng nữa cũng bị đầy xuống những hành tinh có tiếng gọi là cõi vô tín ngưỡng, chìm trong bóng tối và u mê. Cô giải nghĩa.
Kiếp người khác với kiếp loài vật ở chỗ nó mang trách nhiệm lớn lao. Những người nhận thức được trách nhiệm của mình và cố gắng làm tròn nó được gọi là Sura, người ngoan đạo. Còn những kẻ coi thường trách nhiệm này hoặc chẳng biết gì về nó thì gọi là Asuna, quỷ dữ. Chỉ có hai loại người đó sống trong vũ trụ mà thôi. Rig Veda khẳng định rằng Sura bao giờ cũng hướng về gót sen của đấng tối cao Vishnu và hành động một cách phù hợp. Con đường của họ sáng lạng như đường mặt trời. Những người minh mẫn cần luôn nhớ rằng linh hồn có được thân người sau nhiều triệu năm tiến hóa và muôn vàn luân hồi của linh hồn từ thân này sang thân thế khác. Thế giới vật chất này đôi khi được ví như đại dương, còn thân người là con thuyền vững chắc chuyên dùng để vượt đại dương ấy. Các cuốn kinh Veda và các vị Acharya, những vị thánh sư thì được ví như những người lái thuyền, còn những khả năng của thân người là cơn gió phạt chiều giúp con thuyền bơi thuận lợi tới bến đã định. Khi đã có những cơ may như thế mà con người vẫn chẳng chịu hiến dâng đời mình cho sự giác ngộ thì anh ta bị coi là Atmaha, kẻ sát hại linh hồn. Sri Isopanisat cảnh báo đó là kẻ sát hại linh hồn sẽ bị đày vào cõi u mê tăm tối nhất để muôn đời chịu khổ không thoát ra được. Những nhu cầu vật chất của giống lợn, chó, lạc đà, lừa và những loài khác cũng quan trọng đối với chúng chẳng kém gì những nhu cầu vật chất của chúng ta đối với chúng ta. Nhưng những vấn đề kinh tế nảy sinh ở các giống vật đó chỉ được giải quyết trong những điều kiện tồi tệ. Trong khi theo luật thiên nhiên, con người được ban gọi khả năng sống tiện nghi bởi vì kiếp người quan trọng hơn kiếp loài vật. Tại sao con người lại được ban nhiều khả năng hơn con lợn hay con vật khác? Vì sao các quan chức cấp cao lại có được những điều kiện sống thuận lợi hơn người phục vụ bình thường? Câu trả lời là vì quan chức cấp cao phải gánh vác trọng trách lớn hơn. Tương tự như vậy, con người cần hoàn thành những trách nhiệm quan trọng hơn là giống vật. Loài chỉ liên tục bận bịu mỗi việc là ních cho đầy cái dạ dày và lép kẹp của chúng. Sau nền văn minh hiện đại, nền văn minh hủy diệt linh hồn chỉ bận rộn để giải quyết vấn đề của cái dạ dày lép. Nếu chúng ta thăm dò ý kiến loài động vật cao cấp, con người văn minh hiện đại và cố thức tỉnh mối quan tâm tới sự tự nhận thức trong lòng anh ta, thì anh ta sẽ nói rằng anh ta chỉ quan tâm mỗi một việc là ních cho đầy cái dạ dày rỗng của mình và rằng người đó chẳng cần tới sự giác ngộ, tới sự tự giác ngộ. Song quy luật thiên nhiên là hà khắc tới mức mặc dù anh ta không công nhận ý tưởng tự giác ngộ, mặc dù mong muốn thiết tha của anh ta là làm việc hăng say vì cái dạ dày, anh ta vẫn liên tục bị nạn thất nghiệp đe dọa. Kiếp này được ban cho chúng ta không phải là để lao động nặng nhọc như giống lừa, mà là để chúng ta đạt sự hoàn thiện tột bậc của cuộc đời. Nếu chúng ta không quan tâm tới sự tự giác ngộ, thì quy luật thiên nhiên sẽ buộc chúng ta phải lao động nặng nhọc, dù chúng ta chẳng muốn thế. Con người ở thời đại này buộc phải lao động cực nhọc như con lừa hay con bò hồ nặng. Câu thơ của Sri Isopanisat có tả một số nơi mà những Asura bị đày đi lao dịch. Nếu con người không làm tròn bổn phận của con người, của mình thì anh ta sẽ bị đẩy xuống những hành tinh gọi là Asuria và đầu thai vào loài hạ đẳng để lao động nặng nhọc trong u mê và tăm tối. Bhagavad Gita chương 6 câu 41 đến 43 giải thích rằng người bước theo con đường tự giác ngộ nhưng không hoàn thành được quá trình đó, tức là tuy đã chân thành lắm sức nhưng không thể thiết lập được mối tương giao thân thiết với thượng đế, thì anh ta được ban cơ hội sinh trưởng trong gia đình Suci hay Srimat. Từ Suci chỉ vị Brahmanas ở cấp phát triển tâm linh cao, còn từ Srimat thì chỉ vị Vaisya, thành viên của tầng lớp thương nhân. Điều đó có nghĩa là người không thành công trong việc tìm hiểu mối tương giao của mình với thượng đế nhờ nỗ lực chân thành ở kiếp này thì sẽ được ban cơ hội tốt hơn để tiến bước trên con đường tự giác ngộ ở kiếp sau. Nếu thậm chí những người không thành công quả mà còn được ban cơ may sinh trưởng trong gia đình quyền quý và danh giá thì chúng ta có
khó mà hình dung được vị trí của người đắc quả. Chỉ có cố gắng mới hiểu được thượng đế thôi mà con người đã được đảm bảo sẽ được sinh trưởng trong gia đình giàu có hoặc danh giá. Con người chẳng hề có thực hiện dự định ấy lấy một lần và thích ở dưới lớp phủ của ảo tưởng thôi. Người quá nặng nề về vật chất và quá tham luyến lạc thú vật chất thì sẽ bị đầy xuống vùng tăm tối nhất của địa ngục. Điều này được khẳng định trong tất cả các tập kinh Veda. Những Asura duy vật này đôi khi làm ra vẻ mộ đạo, nhưng mục đích chính của họ là sự sung túc vật chất. Bhagavad Gita chương 16, khổ 17-18 chỉ trích những con người như vậy và họ gọi là Atma Sambhavita. Từ đó có nghĩa là họ được coi là bậc hiển nhân nhờ lừa dối, nhờ sự ủng hộ của những người kém hiểu biết và nhờ vào cuộc cải vật chất của mình. Những Asura đó, những kẻ bác bỏ sự giác ngộ và không muốn biết gì về Ishvara, về quyền sở hữu hạn trong hữu hạn vật trong vũ trụ của đấng tối cao, nhất định sẽ bị đẩy xuống nơi tăng tối nhất. Tóm lại là con người sinh ra không phải để giải quyết các vấn đề kinh tế bằng phương pháp chẳng đáng tin, mà là để thoát khỏi mọi vấn đề của cuộc sống vật chất mà quy luật thiên nhiên bắt anh ta phải chịu đựng. Om Jnana Janadandasya Jnananjana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kaupa Terubhyascha Kripa Chandrubhaivata Vahitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So in this mantra, in this talking, it is mentioning how some people are killers of the soul. Ở trong cái khổ này thì còn được miêu tả là làm thế nào mà con người có thể giết hại một linh hồn. Now in Bhagavad Gita, Lord Krishna has described Ajonityam shashvato yam parano nahanyate hanyam anena sharire najayate mriyate vakadachin nayam budva bhavitava nabuya Ajonityam shashvato yam purano nahanyate hanyam anena sharire. Bhagavad Gita 2nd chapter, Lord Krishna describes for the soul there's no birth and death. Krishna có giải thích ở trong chương 2 của Bhagavad Gita nói về linh hồn sẽ không bao giờ chết đi, khi mà được sinh ra thì không bao giờ sinh ra, không bao giờ chết đi. When the body dies, the soul never dies. Chỉ có khi mà cơ thể chết đi thì linh hồn không bao giờ lìa xa. But here, không bao giờ chết đi. But here it says the killer of the soul. Nhưng ở đây có nhắc đến một từ là sát hại linh hồn. The killer of the soul is described as entering into the hellish regions of the universe. They go to hell. Cái việc sát hại linh hồn đây nghĩa là đi xuống địa ngục. One who, if we do not allow the soul to develop its full potential as a soul, if we deny the interest or the nature of the soul, then that person is called the killer of the soul. If we do not allow the soul to exhibit its real nature, then that person is called the killer of the soul. Nếu mà cái con người mà không tạo điều kiện cho cái linh hồn của mình nó được sống đúng với cái bản ngã của nó thì cái người đó gọi là người sát hại linh hồn. Because the soul is meant to work in the service of the supreme soul. Bởi bản chất của linh hồn, cái hành động của nó, bản chất của nó là để phục vụ đấng tối cao. You know this your camera is too much. Oh, sorry. It shines in my face. I'm very sorry for this.
the soul's nature is to serve the Supreme Soul. If we do not allow the soul to serve the Supreme Soul, then the person is called the killer. Bản chất của linh hồn là được kết nối với đấng tối cao. Nếu mà chúng ta không để nó, không tạo điều kiện cho nó để kết nối với đấng tối cao, thì chúng ta đã sát hại linh hồn. We have to understand the nature of the soul. Chúng ta cần phải hiểu được bản ngã thực sự của linh hồn. And if we do not allow the soul to act as a soul, to show its nature as a spirit soul, then we are killing. Nói như thế thì đúng là cái việc mà chúng ta không tạo điều kiện cho cái linh hồn của mình được kết nối với đấng cao, đấng cao đúng thực sự nó là việc sự sát hại cái linh hồn. And when we do not act as a soul, we don't act in the, as responsible human beings. Then we're not human beings. Nếu chúng ta là con người mà chúng ta không để cái linh hồn của chúng ta được làm đúng cái trách nhiệm của nó thì chúng ta không phải là con người. Human life is meant for self-realization. Cái mục đích của con người để làm được giác ngộ. But if we only act like the animal to eat and sleep and mate and defend, then we are not any better than animals. Nếu mà chúng ta là con người mà chúng ta cũng chỉ hành động những cái hành động giống như những con vật là ăn ngủ, giao phối và tự vệ thì chúng ta chẳng khác gì là những con vật cả. We cannot eat as much as a pig. Chúng ta không thể ăn nhiều như một con lợn. We cannot sleep like the bear. Chúng ta không thể ngủ nhiều như là những con gấu. We cannot defend like the tiger. Chúng ta không thể giao phối nhiều giống như những con hổ. Không tự vệ được giống như con hổ. And we cannot mate like the pigeon. Chúng ta cũng không thể giao phối giống như là con chim bồ câu. We're not very good in eating or sleeping or mating or defending. Tất cả những cái loài chúng ta vừa nhắc đến thì chúng nó làm tất tốt cái nhiệm vụ của nó. Some animals do these things much better than we do. Có những con vật nó làm những cái hành động. We are human beings, and the human body is meant for something different from the animals. Chúng ta là con người, là loài người. Cái hình dạng của chúng ta là con hình dạng con người, thì chúng ta phải làm những cái hành động nó phải khác biệt với con người. Con vật. Con vật. And if we don't take advantage of the human body, then the next life we will become the animal. Chúng ta không nên phá hủy cái cơ hội làm con người của chúng ta, không thể kiếp sau chúng ta sẽ bị quay lại trở thành những con vật. And we have to go through the cycle of all the different forms of life. Chúng ta cần phải vượt qua cái sự luân hồi tất cả của các loài. 8,400,000 different species of life. Có tất cả 8,400,000 loài. So we have to stay in the material world again for a long time. Và trong 8,400,000 loài đó thì chúng ta phải, nếu chúng ta sống ở trong cái vòng đó thì chúng ta phải sống một thời gian rất là dài. So people are very foolish. They think human life is just meant for working hard to make money. Con người thì thật là ngu xuẩn khi nghĩ rằng là khi mà là con người phải làm việc rất là dài, làm được lâu để kiếm tiền. People are working very hard. Con người làm việc rất là vất vả. We wake up in the morning early and we look outside. We see already many cars are already on the road. Khi mà chúng ta dậy sớm, chúng ta nhìn ngoài đường thì đã rất nhiều ô tô chạy ngoài đường rồi. Early in the morning, people are going to work. Từ sáng sớm mọi người đã phải đi làm việc. People are thinking if they don't work hard, they will not get food to eat. Mọi người thì nghĩ rằng nếu họ không làm việc thì họ sẽ không có được cái ăn. The
in Bhagavad Gita, Krishna says there are four kinds of people who never surrender to him. Nghĩa là trong Bhagavad Gita thì có bốn loại người không không tuân theo cái lời răn dạy. So one kind is called donkey. People who are like the donkey. Nghĩa là những người làm việc như những con lừa. The donkey works very hard. Những con lừa thì nó làm việc rất là nặng. Carries the heavy weight. Luôn luôn gánh trên vai mình, trên lưng mình những cái thồ nặng, những cái sọc để ăn, chỉ để ăn cái cỏ thôi, làm việc rất nặng nhưng mà chỉ ăn mỗi cỏ không. But grass is growing everywhere. Nhưng mà cỏ thì nó lại có khắp nơi, không nhất thiết phải làm việc nhưng nặng như thế. When people want to eat grass, if the donkey wants to eat grass, Hare Krishna doesn't have to eat it. Nếu mà chỉ ăn mỗi cỏ không thì không nhất thiết phải làm việc nặng như thế. So people are also working very hard to eat food just to get some food. Thôi cũng như thế thì chúng ta làm việc rất nặng cũng chỉ để kiếm cái ăn thôi. How much can they eat? Nhưng mà bao nhiêu chúng ta có thể ăn được nhiều bao nhiêu? Can they eat more? If they work hard, they will eat more. Nếu mà người ta làm việc nặng nhọc, họ có thể ăn nhiều được không? Can only eat the same amount, three meals a day. Chị cũng có thể ăn vừa đủ khoảng độ ba bữa một ngày. People are thinking their life is a success when they eat and fill the belly. Họ nghĩ rằng cuộc sống của họ thành công khi mà họ lấp đầy được cái dạ dày của họ. But the dog is also getting food. Nhưng mà con chó nó cũng có những cái lúc mà nó ăn đầy bụng như thế. And the elephant also gets food. Con voi cũng như thế. Elephant has to eat many kilos every day. Con voi thì nó ăn rất là nhiều cỏ hàng ngày. Elephant, how does the elephant get food? Nhưng con voi thì nó kiếm thức ăn như thế nào? It is provided by nature. Tất cả mọi cái nó đều được thiết lập bởi tự nhiên. And the tiny insect, the ant, also needs to get food. Kể cả những cái con giống như những con kiến, nó cũng cần phải có những kiếm thức ăn. Tiny insect wants some sugar. Nó phải kiếm những cái viên đường. Just like if you go to India and you keep some sweets, then the ants will come. Nếu bạn sang tham quan Ấn Độ thì ở đó rất là nhiều đồ ngọt, và ở đó khi mà biết giữ đồ ngọt trong nhà thì kiến nó sẽ tới. One ant will find the sugar and he will tell all the other ants. And then thousands of ants will come. Nếu mà một con kiến nó tìm được cái đường ở đâu thì tất cả cái bầy kiến nó sẽ kéo đến. They don't go hungry. They get their food. Kể cả nó kéo đến mặc dù nó cũng không đói. The elephant has to eat many kilos. Con voi thì nó ăn rất là nhiều. And the insect has to eat a few grains. Everyone is provided for. Tất cả mọi người khi mà được sinh ra thì đều được thức, nghĩa là đã được ban cái sự tặng, cái thức ăn nó vừa đủ với mình. But if we ask them to come and chant Hare Krishna, they will say, no time, I have to work. Nhưng khi mà được khuyên là hãy chant Mahamantra thì mọi người toàn đưa ra một lý do là họ không có thời gian, họ cần phải làm việc. I have no time, I have to study English. Nói là họ không có thời gian, họ cần phải đi học những khóa học tiếng Anh. I have no time. I have to go to my job. Họ không có thời gian bởi vì họ phải đi làm việc. People have more than one job. They have one job in the day, another job at night, another job on the weekend. Con người bạn ngày nay thì bao giờ cũng phải có nhiều hơn một công việc hiện có. Có khi phải làm sáng, làm đêm và làm cả cuối tuần nữa. And we ask them, come to temple, come chant, have prasadam. Oh no, I have no time. Nếu mà được mời đến đền thờ để niệm, để ăn thức ăn cúng dường, họ nói họ không có thời gian. Why you don't have time? Tại sao họ không có thời gian? I have to make money to
to get food to eat. Lý do họ đưa ra là họ phải đi làm để kiếm, để có tiền để mua thức ăn. But how much you can eat? Nhưng mà cái việc là kiếm thức ăn thì họ có thể ăn được bao nhiêu. So people do not understand the real problem. Con người thì không hiểu rõ cái vấn đề của mình. The real problem is not how to eat. Cái vấn đề là không hiểu rõ ở đây nghĩa là vấn đề không biết ăn như thế nào. The real problem is not just to get food and to have a home. Cái vấn đề ở đây không phải là cái vấn đề làm thế nào để kiếm được thức ăn mà là vấn đề. The real problem is not just to eat. It's not just to get food and to have a home. Cái vấn đề ở đây không phải vấn đề làm thế nào để có thức ăn, có nhà cửa. The problem is birth and death. Cái vấn đề ở đây là cái sự sinh và tử. Now we have the human body. Next life, if we become the dog. Cái kiếp này chúng ta là con người nhưng mà kiếp sau nếu mà chúng ta là con chó thì nó không tốt. Sometimes people think, oh, we want to live a long life. Đôi lúc thì chúng ta nghĩ là chúng ta phải sống một cuộc sống rất là thọ. But that is not important. Nhưng cái đó cái điều không quan trọng. It's not important how long you live. Nó không quan trọng là mình phải sống dạ thọ bao lâu. The tree lives a long time. Cái cây ngoài đường thì nó sống rất là lâu năm. The tree, 200 year tree. Có cây sống 300 năm. Some tree, 5,000 years, 500 years, 5,000 years. Có cây sống 500 năm, 5,000 năm, rất là lâu đời. But to be a tree, it's not very. Nhưng mà để quay sống lại một thành một cái cây thì đúng là không tốt thế nào. Because the tree has a very low conscious. Bởi vì là cái loài các cái loài cây thì nó là cái loài mà nó có tâm thức rất là thấp. Just like if we were if our feet were put in the ground and buried in the ground and we have to stand like a tree with our feet stuck in the ground. Giống như khi mà chúng ta dẫm lên cỏ và chúng ta cảm thấy là chúng ta rất là lớn. Ta đứng như một cái cây. Đúng, chúng ta khi mà chúng ta dẫm chân lên cỏ thì đúng là lúc đó chúng ta giống như một cái cây. There is a punishment. Cái đó là cái sự trả giá. It's not a good word. Không phải là một sự luân hồi tốt. So Lord Chaitanya stayed in this world only for 48 years. Chính vì thế mà Lord Chaitanya chỉ sống ở cái thế giới này có 48 năm. And Shankaracharya was in the world only 32 years. And Shankaracharya sống chỉ có 32 năm. But he did great things. Nhưng mà họ đã làm những điều rất là tuyệt vời, có ý nghĩa. So it's not important how long you live. Cho nên là khi mà sống ngắn hay dài, điều đó nó không quan trọng. But what is important is that we have good consciousness. Điều quan trọng là chúng ta phải có một cái tâm thức tốt, một cái nhận thức tốt. We should understand, I am a soul. Chúng ta cần phải hiểu được là chúng ta là linh hồn. My soul is a part of Krishna. Và cái linh hồn của chúng ta nó là một phần của linh hồn lớn tối của Krishna. My duty in this world is to use this body in the service of Krishna. Cái linh hồn của chúng ta nó là một phần của đấng tối cao và cái việc của chúng ta là phải phụng sự đấng tối cao. If we don't do that, then we are going to then we suffer. Next life, we will not get human body. Nếu chúng ta không làm điều đó thì tương lai chúng ta sẽ gặp những cái hậu quả và chúng ta sẽ khi mà chúng ta chuyển kiếp thì chúng ta sẽ không còn là con người nữa. If we live like a pig in this life, then next life we will become a pig. Nếu mà chúng ta là con người ở kiếp này mà chúng ta sống không khác gì một cái kiếp của con lợn thì kiếp sau chúng ta sẽ là con lợn. If we are eating everything of garbage, then next life we will also get a pig body. Nếu mà chúng ta sống chỉ
thì ăn ăn như lợn. Thì kiếp sau chúng ta ăn rác rồi bẩn thỉu, kiếp sau chúng ta giống như một con lợn. And if we are sleeping all day, a long time, every day, many hours, then we will get the bear body. Nếu mà chúng ta mà ngủ cả ngày, ngủ rất là nhiều, thì tiếp sau chúng ta sẽ trở thành những con gấu. In Russia, they have bears. Ở Kamchatka, land of the bears. Yes, they have a lot of them in the center of the city this year, in the summer. Ở Nga thì có rất là nhiều gấu. Nó gọi là đất nước của gấu ấy. Yes, sometimes some big bears. Đó là có những con gấu rất là to. So, they are also souls. Họ cũng là những linh hồn. Nó là những linh hồn. But they're different from the human. Their body is different from the human body. Nhưng mà nó thì lại khác con người vì cái cơ thể của nó khác của con người. The human body is meant for self-realization. Cái đặc điểm quan trọng của con người đó là phải giác ngộ. And that self-realization begins when we start to ask, who am I? Why am I here? Cái sự giác ngộ của bản thân nghĩa là khi mà mình đặt phải đặt được ra câu hỏi là mình là ai và tại sao mình lại được sinh ra ở đây. We want to be happy. Chúng ta muốn phải sống hạnh phúc. Why are we suffering? Nhưng tại sao chúng ta lại rất là đau đớn? Right? She's suffering from cough every morning and evening. Giống như đây thì hàng sáng cứ ho sụ sụ từ sáng đến tối. I also had that cough before, very bad. Maharat ngày trước cũng thế. It's very terrible coughing. Rất là buồn phiền khi mà mình ho hắng. Finally, I got some. They give me some spray to put in. Some special spray. Khi mà được ai đó đưa cho ngài cái loại thuốc loại cái bình xịt ấy, thì ngài cả ngày cảm thấy nó tốt hơn. We are suffering so many miseries of the body. Chúng ta gặp phiền toái từ rất là nhiều cái vấn đề phát sinh từ cơ thể. Miseries of the mind. Từ tâm trí. Oh, stress. I have so much stress. Từ rất là nhiều căng thẳng. And then miseries from other people. Và đôi lúc khi những người khác cũng đem ra cho chúng ta những phiền toái. Neighbor, not very nice. Hàng xóm không tốt. We are lucky. Nhưng mà ở đây chúng ta thì thật là may mắn vì chúng ta đều có những ăn sống tốt. Before I was in Taiwan. Ngày xưa thầy sống ở bên Đài Loan. Maybe it was terrible, like a dragon. Hàng xóm thì như là những chú rồng. We have to move to find a new place. Nên là ngài phải di chuyển, tìm nơi ở mới. Sometimes you get the job. And the boss is not very nice, or the other worker is not nice. Đôi lúc thì cũng tìm được những cái công việc mà cái người quản lý của mình không tốt. We get so many troubles. Chúng ta gặp rất là nhiều vấn đề buồn phiền trong cuộc sống. And then trouble from material nature. Và những cái vấn đề từ thế giới vật chất. Hot, cold. Nóng lạnh. Very dry, very wet. Khô và ướt. If you go to England, every day wet, windy, cold. Nếu mà chúng ta sang nước Anh thì hàng ngày rất là ướt, ẩm ướt, gió, lạnh. Prabhupada went to London and then he was interviewed by the television. Khi mà Sri Prabhupada đến nước Anh thì ngài đã được phỏng vấn bởi một cái hãng truyền thông. So the man from the television asked him, "What is it like in hell?" Sau lúc đó thì có một phóng viên hỏi ngài là, thế thì cái cuộc sống ở địa ngục nó như thế nào? And Prabhupada said, "Oh, this England, said, this is hell." Lúc đó thì Sri Prabhupada có trả lời là cái nước Anh, cái cuộc sống ở nước Anh lúc đó nó cũng giống như ở địa ngục vậy. He said, "Every day, cold, wet, windy." Never see the sun. Hàng ngày thì phải đối mặt với cái việc là ẩm ướt gió và ẩm ướt và gió và không có mặt trời. You may wash the cloth,
You'll have to hang them to dry. It will take 1 week. Nếu mà giặt quần áo mà phơi khô nó thì mất một tuần thì để hong khô nó. England, like that. Nước Anh là như thế. The purpose of this is hell. Một sư cũng nói là đấy là địa ngục. But then he said, but it's a great credit for you. You built up all these buildings. Nhưng đấy mới là cơ hội để chúng ta có thể sống ở đây. We have to understand there is hell. There is hell. Để chúng ta hiểu được là ở đó có địa ngục. And there is also heaven. Và cũng có cả là thiên đàng. So sometimes people they want to go to heaven. Và con người thì nhiều lúc họ muốn sống ở thiên đường. But Prabhupada said heaven becomes hell if there's no Krishna. Nhưng mà Sri Prabhupada nói là thiên đàng mà không có Krishna thì nó không khác gì là địa ngục. And hell becomes heaven if Krishna is there. Còn nếu địa ngục mà có Krishna ở đó thì nó cũng là thiên đường. People may think of Hanoi hell. Mọi người nói rằng Hà Nội là địa ngục Hà Nội là địa ngục. But Krishna is here, it becomes heaven. Nhưng mà Krishna ở đây nên chúng ta thấy nó là thiên đường. Every day chanting Hare Krishna, happy. Hàng ngày chúng ta tụng niệm Hare Krishna mà cảm thấy rất là hạnh phúc. Every day take nice prasada. Hàng ngày chúng ta được những thức ăn cúng dường rất là ngon. Và nhìn deity. Feel happy. Thấy cuộc sống rất là mãn nguyện. For devotee, does not matter if we live or if we die. Đối với những tín đồ thì với việc sống hay chết nó không quan trọng. Because every day is happy chanting Hare Krishna. And when he dies, he will go on another place and chant Hare Krishna. Vì họ sống, vì họ cảm thấy mãn nguyện khi họ được tụng niệm mantra. Và khi họ chết, họ cũng được đi đến những cái nơi ở đó, họ cũng được tụng niệm tiếp tục. But for the butcher killing animal every day, he's living in hell. Nhưng đối với những người mà làm công việc giết mổ của đồ tể thì họ hàng ngày họ sống giống như sống ở địa ngục. When he dies, he will go to. Và khi họ chết, họ cũng phải đi xuống địa ngục. So the devotee is happy. Còn những tín đồ thì lúc nào cũng thấy là hạnh phúc. The nature of the soul is happy. Cái bản năng của linh hồn, cái bản chất thực sự của linh hồn đó là phải được sống miên vãn hạnh phúc. If we are thinking I'm the body, we're not, oh, problem, very unhappy. Còn nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta là cơ thể của chúng ta thì có rất là nhiều vấn đề, lúc đó chúng ta không cảm thấy bình yên được. Because we know the body will die one day. Vì chúng ta biết được rằng là một ngày nào đó cơ thể của chúng ta nó sẽ chết. But if we are thinking I'm soul, then no problem. Nếu mà chúng ta biết rằng, chúng ta nghĩ rằng là cơ thể chúng ta là linh hồn thì không có điều gì nó sẽ xảy ra, không làm, nó không thể làm gì được chúng ta. We give up one body, we get a new body. Nếu chúng ta lìa xa cơ thể này, chúng ta sẽ có cơ thể mới. One of the devotees, he had to go to hospital. He had the heart problem. Có một tín đồ gặp vấn đề về tim mạch và phải đi đến bệnh viện. So all the devotees were very worried about him. Oh, he's got the heart problem. Maybe he's going to die. Và những tín đồ khác thì cứ lúc nào cũng thấy thương xót cái người có bị bệnh tim mạch đó, vì nghĩ rằng một ngày nào đó cái ngài đó sẽ phải chết. But the devotee said to them, the devotee said, why are you worried? Why are you crying? What's no problem? Nhưng mà cái tín đồ bị bệnh tim đó nói với những cái người bạn của mình là, tại sao mà cứ phải lo lắng, tại sao mà phải hoảng sợ? Không sao cả. If I'm going to give up the body, I'll get a new body. Nếu mà ngài ấy mà rời xa cái cơ thể của ngài ấy, thì ngài sẽ đón nhận một cái cơ thể mới. Body is like car. Cơ thể của ngài nó giống như một cái xe ô tô. If you get a new car, are you going to cry about the old car? Nếu mà chúng ta có một ô tô mới thì chúng ta có khóc về cái ô tô cũ không? No, right, yeah, intelligent. The old car, I've got new car. Why worry about the old car? Nếu mà chúng ta có một ô tô mới thì tội gì chúng ta phải khóc lóc về một ô tô cũ? But we have to make good use of the car.
Nhưng mà chúng ta cần phải kiếm một cái cơ thể rất, nghĩa là kiếm một cái tô rất mới. Prabhupada said here, human body is like the boat. Right? And the boat has to cross the ocean. You have to have a good captain. A teacher, spiritual teacher. Cái người lái thuyền ở đây được ví ra một người bậc thầy tinh thần. The captain of the boat. Người đó sẽ hướng dẫn chúng ta phải lái con thuyền như thế nào. And then the boat's on the sea, you want to have a good wind. Và con thuyền trên biển nó phải cần có những cơn gió. So the good wind is the teachings from the scriptures. Và cái con những cơn gió đó được là những lời dân dạy từ những cái thánh kinh. And the ocean is the material. Còn cái biển cả đó, đại dương đó, nó giống một thế giới vật chất. So we have to cross the ocean of this material world. Nên là chúng ta cần phải vượt qua đại dương giống như cái thế giới vật chất. We take help from this body, we use the body. Chúng ta cần sử dụng cái sự hỗ trợ của cơ thể của chúng. Just like if you go to the sea. So in the ocean, sometimes, often, there will be a big storm. Nhiều khi chúng ta đi ra biển mà chúng ta gặp những cơn bão. I was in Phuket and I met the devotee, Russian devotee. He sails the ship all if you alone. Little boat, he would take the boat across the ocean. Khi ngài ở Phuket thì ngài gặp một tín đồ là người Nga và lúc đó ông ấy dùng cái con thuyền rất là nhỏ khi mà ông đi ra đại dương. So I asked him, I said, did you get storms? He said, every week. Và thầy có hỏi ông là có bao giờ có nhìn thấy bão không? Ông bảo tuần nào cũng nhìn thấy. Big storms, big waves. Nhìn thấy cái cơn bão lớn và những con sóng rất là lớn. Well, if you're on the boat and there's a big storm, you don't get off, you may think, oh, I want to get off the boat, let me off the boat. Khi mà chúng ta ở trên một con thuyền lớn gặp những cơn bão, lúc đó chúng ta rất hoảng sợ và chúng ta muốn quay trở lại, khi muốn thoát được khỏi cái con thuyền đó. Cannot get off the boat. Nhưng chúng ta không thể đi ra khỏi con thuyền. If you get off the boat, finish. Nếu mà chúng ta nhảy ra khỏi con thuyền thì chúng ta sẽ chết. Stay on the boat. Cần phải sống ở trên con thuyền đó. So we use this body to cross the ocean. Nên cần phải sử dụng cái cơ thể của chúng ta để vượt cái con thuyền, vượt qua cái đại dương. We have to take care for the body. Chính vì đó là cái lý do mà tại sao chúng ta phải chăm sóc cái cơ thể của chúng ta. We have to eat, we have to sleep. Chúng ta cần phải ăn và ngủ. Don't eat too much, don't eat too little. Không ăn quá nhiều mà cũng không ăn quá ít. Eat too much, you will get diabetes. Nếu mà chúng ta ăn nhiều thì chúng ta sẽ bị tiểu đường. Eat too much, diabetes. Eat too little, you get tuberculosis. Nếu chúng ăn quá nhiều thì bị tiểu đường, còn ăn quá ít thì bị suy dinh dưỡng cơ thể. We have to be careful when people become devotees. Sometimes they don't eat enough. Chúng ta phải cẩn thận khi mà nhiều khi chúng ta trở thành tín đồ, chúng ta hoàn thành, có nghĩa là chúng ta làm cái nhiệm vụ của chúng ta nó chuyên tâm quá thì chúng ta không có thời gian để ăn uống, thì cái sức khỏe chúng ta không đủ. We have to keep the body healthy. Chúng ta cần phải giữ một cơ thể lành mạnh, khỏe mạnh. Sometimes you have to eat a little more. Nhiều khi chúng ta cũng cần phải ăn nhiều hơn một chút. Sometimes you have to eat a little less. Nhiều khi chúng ta cần ăn giảm đi một chút. Sometimes you have to sleep, you have to get rest, not too much, not too little. Nhiều khi chúng ta cần phải nghỉ ngơi nhưng mà cũng không quá nhiều hoặc quá ít. Prabhupada said 6 hours is good. Sri Prabhupada nói là ngủ khoảng 6 tiếng là đủ. So we sleep about 9:30, get up about 3:30. Chúng ta cần ngủ từ 9:30 và dậy từ 3:30. Sometimes people try to sleep very little and then that's not good.
too much renunciation. Nhiều khi người ta ngủ, người ta cũng ngủ ít vì họ không có thời gian và cái khả năng tỉnh táo họ rất là ít. If we become too much renounced, the heart becomes very hard. Nếu mà chúng ta ngủ ít thì chúng ta sẽ gặp vấn đề về tim mạch. We do not have feeling. We lose the feeling. Và chúng ta đánh mất cái cảm giác. Devotion will make the heart soft. Cái con đường phụng sự nó sẽ biến trái tim của chúng ta trở nên mềm đi. I was reading today nice story. Hôm nay thầy đọc một câu chuyện rất là hay. There was a crocodile and a monkey. Có một con cá sấu và một con khỉ. So crocodile told the monkey, "Get on my back and I'll take you to my place." Con cá sấu thì nói với con khỉ là hãy ngồi lên lưng nó thì nó sẽ đưa đến cái nơi của nó. So the monkey thought, okay, he got on the back of the crocodile. Và con khỉ nó nói được rồi và nó ngồi nên nhảy lên lưng của con cá sấu. And the monkey asked the crocodile, what are we going to do when we get to your place? Con khỉ hỏi con cá sấu là mình sẽ làm gì nếu mà chúng ta tới cái địa điểm của con cá sấu? My crocodile said, "Oh, my wife and my crocodile children are going to eat your heart." Thì cái con cá sấu trả lời là vợ và con của nó đang đợi ăn thịt con khỉ. So the monkey said, "Oh, I left my heart back there. We should go back to get my heart." Và con khỉ nó nói, nó lại quên cái trái tim của nó ở nhà rồi, hãy quay lại để lấy nó. So the crocodile thought, "Okay, we'll go back and get your heart." Và cái con cá sấu nó bảo là được rồi, nó sẽ quay lại để cho con khỉ lấy. So when they got back, the monkey jumped off and said, "Bye-bye." Và khi mà quay lại thì con khỉ nó nhảy khỏi lưng con cá sấu. Monkey said, "I'm not coming with you anymore." Con khỉ nó thoát khỏi lưng cá sấu. So sometimes we have to associate with people. We often have to associate with people not devotees. Và đôi lúc trong cuộc sống chúng ta cũng trong cái môi trường của chúng ta cũng hay gặp gỡ những người họ không phải là tín đồ. But we shouldn't let them eat our heart. Nhưng không nên để họ nghĩa là không để họ kiểu là lợi dụng mình. We have to protect ourselves. Chúng ta cần phải bảo vệ chúng ta. So Krishna consciousness is very practical. Cho nên là cái ý thức Krishna nó rất là thực hành, nó là rất là thông dụng. Prabhupada liked to see devotees all happy, healthy. Sri Prabhupada luôn luôn muốn tín đồ của mình sống khỏe mạnh. He wanted to see us all working together, cooperating nicely. Ngài luôn luôn muốn cái tín đồ của mình sống gần nhau, hạnh phúc với nhau và nhiều khi làm việc cùng nhau nữa. Sometimes when you get more people, then you get more problems. Đôi lúc chúng ta có nhiều người quá, chúng ta lại cũng có vấn đề. More people mean problems. Khi mà mối quan hệ của chúng ta càng rộng thì chúng ta càng gặp nhiều vấn đề. But we have to expect problems. We have to be able to help people to solve their problems. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ là nếu mà khi mà chúng ta sống ở những mối quan hệ đó chúng ta cần phải giúp đỡ họ. But the real problem is we have the material body. We're in the world of birth and death. Cái vấn đề ở đây nó là cái vấn đề khi mà chúng ta sinh ra ở cái thế giới vật chất này. The other problems are all temporary. Tất cả các vấn đề khác nó chỉ là somebody's problem is, "Oh, I don't have a husband." Nhiều người có gặp vấn đề là họ chưa lấy được chồng. Somebody's problem is, "Oh, I don't have a child." Nhiều người thì họ có vấn đề là vì họ không có con. Somebody's problem is, "I don't like my husband." Nhiều người thì nói là họ không hợp với chồng của họ. All these problems are all temporary. Nhưng tất cả những cái đó thì nó chỉ là giới hạn. The real problem is birth. Nhưng cái vấn đề thực sự ở đây là cái sự sinh và tử. And if we practice Krishna consciousness carefully, then we can be sure to get out of this world. Nếu mà chúng ta thực hành Krishna consciousness một cách nghiêm túc thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái vấn đề sinh. We have to hold on to Prabhupada.
anh phải nắm chặt cái gót chân của Sri Prabhupada. We have to follow all Prabhupada's instructions carefully. Chúng ta cần phải tuân theo những cái lời chỉ dạy của ngài rất là cẩn thận. Prabhupada said, devotees of Krishna are everywhere. Sri Prabhupada còn nói là những tín đồ của Krishna ở khắp mọi nơi. Just like we come to Vietnam and we see devotees of Krishna are here. Và khi mà giống như khi mà ngài đến đây, ngài cũng nhìn thấy DVP ở sống ở Việt Nam. Everywhere. Có ở khắp nơi. When Prabhupada said, you go, take Madanga, bring the cart out, somebody play drum, and you, even you're alone, and somebody else will come and play kartal. Ngài nói là chỉ cần mang cái trống kia đi đến đâu đó, có người nào đó người ta sẽ làm cái họ sẽ có nhiệm vụ của họ là họ sẽ chơi những cái nhạc cụ còn lại. Krishna is all the trend. Thần Krishna là thần nghĩa là có tất cả mọi sự thu hút. The holy name will bring the devotee. Cái thánh danh của ngài là mang nghĩa là mang các cái tín đồ lại gần nhau. So we have books, we have nice books of Krishna consciousness. Ở đây thì có rất là nhiều quyển sách nói về Krishna consciousness. We just have to distribute them. Chúng ta cần phải lan tỏa cái thông điệp đó tới những người khác. Nice programs, go meet the people, tell them about Krishna. Chúng ta cần phải tổ chức những buổi gặp gỡ, tạo điều kiện cho mọi người gặp gỡ, và chúng ta cần phải nói về nó, nói về Krishna. Lord Chaitanya sent Lord Nityananda and Haridas to go everywhere. Lord Chaitanya sent Nityananda và Haridas tới khắp mọi nơi để truyền cái thông điệp này. He told them, go to every door. Ngài nói là hãy đi đến từng nhà một và gõ cửa họ. And when they open the door, you have to tell them, Bolo Krishna. Chant the names of Krishna. Khi mà họ mở cửa thì hãy nói là Bolo Krishna, hãy niệm cái câu chú. Bajo Krishna. Worship Krishna. Và phải thờ phụng thần Krishna. Guru Krishna Shiksha, read the books about Krishna. Và phải đọc những quyển sách nói về Krishna. So we are doing the same work as Lord Nityananda. Chúng ta cũng phải làm như thế. And Haridas. They went to Jagai and Mantai, to the most simple people. Ngay cả những người đó đến cả những cái nơi mà có những người tội lỗi, những người mà họ làm những công việc rất là tội lỗi. They got angry. Những cái người tầm đó thì người ta tức giận. Không không nhưng mà ngay cả khi gặp những người như Jagai Madai, những người cực kỳ tội lỗi, các ngài không tức giận. Jagai and Madai were always drunk. Những cái người đó thì họ luôn luôn uống rượu. Just like he was in Russia. Giống như khi mà đến Nga. We go in Khabarovsk near the train station. Có một cái địa điểm ở gần bến tàu. Khi mà các tín đồ đến một cái địa điểm gần bến tàu để chơi những cái nhạc cụ và nhảy múa hát ca đó. Few drunks are always there. Mà lúc nào nhìn thấy người say ở đó. Everywhere drunks. Chỗ nào cũng thấy người say. The whole land, người say thì gặp rất nhiều nơi. Not just only Russia. But 500 years ago, Jagai and Mantai were drunk. And they came and they hit Lord Nityananda. Khoảng 500 năm trước, ông cái địa điểm mà cũng có những không phải địa điểm mà hai người Jagai and Mantai đấy, cũng là những người say rượu đấy, họ gặp Sri Chaitanya, họ gặp được ngài. So Lord Nityananda had told them to chant the holy name. Và Nityananda nói họ rằng hãy tụng niệm thánh danh. But they got angry. Và khi mà hai cái người Jagai Madai đấy nghe thấy lời khuyên của Nityananda, họ rất là tức giận. If we give good instruction to a foolish person, they get angry.
đôi khi chúng ta đưa những lời khuyên tốt nhưng mà những người ngu ngốc có trí tuệ thì họ tư thường hay tức giận. So it's very dangerous to try to spread Krishna consciousness. Vì thế khi mà lan tỏa cái thông điệp của Sri Krishna đôi khi rất là nguy hiểm. People often don't like, they don't want. Nhiều người không muốn nghe và không muốn nghe những thông điệp đấy. Haridas Thakur got beaten 22 marketplaces. Như ngài Haridas Thakur đã khi mà lan tỏa thông điệp đấy, ngài đã bị đánh ở trên 24 cái chợ. He was a Muslim. Những người đánh họ là Muslim. À, tại vì là Haridas Thakur là người theo đạo Hồi. Nhưng mà ngài đã tụng niệm thánh danh Sri Krishna. Và những người theo đạo Hồi thì họ không thích ngài. Nhưng có rất nhiều những người theo Hindu giáo trở thành người đạo Hồi. Nhưng mà nếu mà một người từ đạo Hồi cải đạo sang Hindu giáo thì là một vấn đề rất lớn. Họ không muốn bất cứ một người Hồi giáo nào có thể cải đạo sang Hindu giáo. Vì thế là họ mới giết chết Haridas Thakur. And you will be killed by being beaten. Và họ trừng phạt, họ muốn giết ngài bằng cách là đánh Haridas Thakur ở 22 ở bên trên 22 cái chợ. So Haridas was beaten because he chanted the holy name. Ngài Haridas Thakur đã bị đánh rất tàn nhẫn chỉ vì ngài muốn tụng niệm thánh ca. Lord Nityananda was hit on the head. Ngài Lord Nityananda bị đánh vỡ đầu. And Lord Jesus was put in the cross with nails in the hand. Nails. Lord Jesus bị. Jesus. Đức Giê-xu bị đóng vào hai cái cổ. Lord Jesus bị đóng vào xin giá. Xin thánh giá. Chỉ vì muốn lan tỏa thông điệp của đường tối cao. Đơn giản vì họ muốn lan tỏa cái thông điệp để họ muốn giáo hóa. Họ muốn làm cái điều đó mang lại điều tốt đẹp cho chúng sanh. Nhưng mà con người thì không hiểu và muốn trừng phạt họ. But they're very kind. Very tolerant. Nhưng họ vô cùng có cái họ vô cùng độ lượng. They pray to Krishna. To forgive the people. Họ vô cùng độ lượng, họ đã cầu nguyện đến Krishna là tha thứ cho những người đã làm tổn thương họ. They don't worry about their own self. Họ không quan tâm đến những gì mà những người kia đã mang lại cho họ. Okay, any questions? Có câu hỏi gì không ạ? Probably any comment. This group, the mantra is reminding me about this principle. For every type of consciousness, there is some place in the universe. For example, for Maha, there is Hellish condition. For pious, heaven, and so on. But pure devotees, etc., for them, it doesn't matter. Because the consciousness is already out of this world. Otherwise, everybody is like, let's come.
condition. Я ничего не понимаю. Да, ну только я знаю русского, я перевожу для всех. Ну, в общем, что мне уже несколько дней вот эта мысль вертится, и сегодняшняя мантра, она вот прямо это описывает. Ngài đã nói, ngài mấy hôm nay đã chiêm nghiệm được cái mantra mà đã viết trong sách này. Что во вселенной все. Trong vũ trụ này. Все закономерно. То есть, почему, например, Вселенная круглая? А чем сумеет это так, мы сам все это как бы хуан нао, то есть у них это не как, допустим, небоскреб вот такая была бы. Trong sức trong vũ trụ này thì sắp xếp hoàn hảo, ví dụ chẳng hạn tại sao nó là hình tròn mà lại không phải là một cái hình trụ chẳng hạn. Tại sao người ta mọi người có hiểu tại sao sắp xếp như vậy không? Không. Mọi người hiểu tại sao ví dụ trong cái vũ trụ này chẳng hạn như là nó được cấu tạo như là một hình tròn, một hình trụ chẳng hạn, không phải trái đất mà cả vũ trụ này nó cấu tạo như một hình quả cầu ấy. Mọi người có hiểu không ạ? Mọi người hiểu ai đứng sau những cái chính cấu tạo đấy ạ? The supreme personality of Godhead. God. I understand she said that do we rely on understand and know who either create không 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 phải hiểu mà tại sao lại thế giới này cái vũ trụ này được cấu tạo như thế không, cấu tạo hình cầu hay là không phải là một hình thù khác, tại sao như thế? Ừ, anh hỏi thế, anh đơn giản hỏi thế thôi. Thì là tất cả cấu tạo anh hiểu. Là vũ trụ hay mặt trời, thứ tất cả đều là dạng hình cầu, không phải là hình thành, hình thang. Nhưng ta cũng biết xin lỗi. Потому что камень, то есть она самая толстенькая посерединке, потому что это средние планеты, где творится, и фактически одна Земля, на ней камень творится. Остальные ваши, это тоже райские места, там карму не дают. И вот карма, она имеет свойство расширяться, да, вот женщины называют стригас, появляются дети, родственники, все вот так расширяется. Расширяется карма, то есть. Да, только вот как раз посерединке Вселенной. Tại vì anh giải thích rằng ấy, như trái đất chúng ta chẳng hạn, trái đất chúng ta nằm ở trong cái hành tinh nằm ở giữa, trên nó là các hành tinh thiên dưới và dưới nó là các về cái địa ngục, và ở thế giới này thì ở cái thế giới trên mặt đất này thì nó bao phủ bởi nghiệp quả thì nó có cái karma thì nó có cái tính năng của nó là nó hay lan rộng ra, có nghĩa là nó trải rộng ra. Vậy thì khi mà nó trải rộng ra như thế thì nó bao quanh phủ giống như một cả cầu. А уже вверх поднимаются те, кто они как уже интернет, они наоборот как бы сворачивают вселенную, начинают, да? Закругляться, то есть уменьшаться. То есть чем выше, и там вообще говорит Прабхупада Бхагава там, что на райских планетах все хотят вернуться в духовный мир, потому что все понимают, что к чему. И там вот никакой кармы, то есть все как бы свернуться, чтобы сворачивать. Глупость этого мира. Наслаждаются, служат Кришне. Все. И варны, соответственно, тоже, да, потому что уже возможности уменьшаются, уменьшаются вообще по году, никакого. Вот. То есть во Вселенной все, каждое место соответствует типу сознания определенного. Вот, поэтому растет, да, вот. Здесь вот, существа, как Земля растет,
Ở cái vũ trụ này chúng ta hiểu rằng là cái ở cái thế giới cái vũ trụ này ấy, thì trái đất nó như là một cơ điểm ở giữa, con người có thể đi lên, nó giống như sân bay, con người có thể đi lên và đi xuống. Nhưng con người ở trên thiên giới thì họ, cái nghiệp quả của họ dần dần nó không còn hiệu quả nữa. Từng tầng thiên giới một, cái nghiệp quả nó thu nhỏ lại, và tất cả những cái người mà trên thiên giới họ đều muốn trở quay về thế giới của tinh thần. Còn ở khi mà ở trái đất này thì nghiệp quả mà người tạo ra nhiều, ở trên thế giới người ta không tạo nghiệp quả, chính vì thế nó càng thu nhỏ, nghiệp quả thu nhỏ lại. Có nghĩa trái đất mình ấy, nó bao bọc bởi nghiệp quả, đúng không? Mà những người ở trên trái đất này thì họ có họ thường bị là nghiệp quả nó không đốt nghiệp mà tạo nghiệp hơn, chính vì thế tại sao nó lại ngang ra này. Còn khi càng lên thiên giới thì nghiệp quả họ lại trở nên ít hơn, mà tại sao hình tròn nó bầu dục cấu tạo như này. Những cái thành tích mà gần mặt trời thôi thì nó lại không phải gần mặt trời. Anh cậu cụ bảo anh trả lời. Vâng, không phải gần mặt trời mà ta hiểu như thế. Mặt trời cũng là một hành tinh thiên giới mà như thế. Hiểu không ạ? Bạn biết trả lời gì? Nhìn vào nhóm nào, kích thước hành tinh bằng từng, tại vì là các hành tinh thiên giới nó không phải các kích thước của nó phụ thuộc, mà ví dụ như là tùy thuộc vào cái tâm trí của chúng ta đến mức nào chúng ta có thể lên cao những hành tinh thế giới kia. Và những hành tinh thế giới đấy thì họ hầu như họ không tạo ra nghiệp, mà họ lại tu tập để vượt qua được cái thế giới vật chất này để lên. Nhưng mà cái thiên giới đó được gọi là thiên đàng đúng không? Thiên đàng là có rất nhiều tầng thiên đàng chị. Thì tại sao những tầng thiên đàng càng cao nó hơn nghiệp vào? Nhưng mà ở đây nói là ở trên thiên đàng một ngày nào đó chúng ta vẫn phải quay lại một cái vòng sinh. Họ tu tập đấy. Tất cả những người ở đây họ không tạo nghiệp quả nữa, nhưng họ muốn tu tập ấy để họ chuyển lên cao. Họ chỉ có là họ có cơ hội tốt hơn, có cơ hội, đúng rồi, cơ hội. Hoặc là họ, nếu mà họ không muốn tu tập thì họ lại quay về trên đất nước này, hoặc là họ lên trên, họ vừa đến tinh thần. Cũng như thế ở dưới địa ngục cũng thế, thì cái tầng khai mà nó nhỏ hơn ấy, thì tại sao cấu tạo thành hình cầu như thế. Я перевела. А чистый преданный это тот, кто уже не интересуется ни одним заведением, ни каждый интересует, ни тридажа пушпаша, а каша пушпа это вот, ни райские планеты не интересуют, ни ад, естественно, не интересует, ничего не интересует, поэтому говорится, это чистого преданного. Он уже вне этого, он в сознании Кришны, он другого не выживает. Поэтому для него не важно, где жить, как говорится, в шестом всегда, в раю или в аду, лишь для него рай без Кришны, в ад превращается, и ад с Кришной в рай. Nhưng cả với những tín đồ thuần khiết nhất thì đối với họ không quan trọng họ ở đâu, ở thiên giới hay ở địa ngục hay ở ngay cái mặt đất này, tại vì họ luôn luôn, tại vì họ không có nghiệp quả, họ luôn luôn được kết nối với đấng tối cao, vì thế là họ không quan trọng với họ vượt qua được thế giới vật chất này, cái tâm thức họ vượt qua được thế giới vật chất này, tâm thức họ được kết nối với đấng tối cao. О этих людях в третьем мире, которые убийцы души, которые материалистичны, они вот как раз опускаются, у них их сковывают, как в тюрьму, и они не могут ничем заниматься, и тоже все уменьшается, потому что еще раз, если это была как свечка, нигде нельзя было бы задержаться, то есть какой-то лифт, он нигде не останавливается. Очень закономерно, очень логично, что какое-то где-то место есть, где ты уже расположиться совсем. Ngài đã chiêm nghiệm được ra qua cái khẩu thơ thứ ba này. Và ngài chiêm nghiệm được qua cái khẩu thơ thứ ba này có nghĩa là những người sát hại linh hồn, sát linh hồn của chính mình ấy, họ tạo nghiệp quả và cứ dần dần cái nghiệp quả của họ trói buộc họ, và dần dần họ đi càng xuống từng một khác. Và chúng ta đang ở cái thế giới vật chất này, chúng ta ở khổ thế giới vật chất này, chúng ta đang ở cái trái đất này ấy, thì chúng ta tạo nghiệp quả đấy, nghiệp quả luôn lan truyền ra. Очень наглядно это показали.
конечно. Ну, раз ты 4,5 системы же, да? Ну да. Где это посмотреть? Хочу на реальность. Это пятая песня. Картинки. Пятая песня. Сати. We are the soul, so according to our karma, so we get the next life. Somehow, someone they not get the new body, so it happened or not, and the that soul where they live in that moment. The moment because the waiting the new body. Waiting the new life. Yeah. So where they stay? Or have as the it said like the soul we never gets the new body or not. The soul will get a new body? Dead or not dead? Yeah. We'll get. Unless it's a ghost. You become the ghost, then you get subtle body. You don't get body. If you commit suicide, then you may not get another body for some time. You have to be the ghost. You don't get a body. Bóng ma à bóng ma không có hình dạng. Ví dụ chẳng hạn không nhập được vào một cái cơ thể mới mà phải đợi. Ví dụ như chúng ta tự tử chẳng hạn, thì đấy cũng là một cách để chúng ta bị phá hủy thân thể này, chúng ta trở thành những bóng, những cái linh hồn bất thường. His question continually is, have some soul in like that become the ghost. So how to help them to get the new body? Because in Vietnam we have some ritual, then invite some monk come to the house and pray for that soul right. So we have to chant Hare Krishna. Mm. You have to read the Srimad Bhagavatam. You have to worship Krishna. Then both have the soul to get free. Thì đúng là cái việc mà mình mời thầy thì đến tụng niệm là đúng, nhưng mà chúng ta tốt nhất là chúng ta hãy nên niệm cái Maha Mantra hay là đọc Srimad Bhagavatam đó, hoặc là thờ thần Krishna trong nhà. Đấy cũng là một phương pháp để cầu cho họ được siêu thoát. We need a powerful monk. Nhưng mà phải cần có một người thầy để làm việc đó. Thầy vừa trả lời xong. Thầy vừa trả lời là phải mời một người thầy đấy. If somebody he or she realized she or soul
but she doesn't believe in God. Is she a Sura or Asura? And another one who is doesn't realize she a soul, but she is believe in God. So who is she? Sura or Asura? Well, someone, they believe in the soul, but they don't believe in God. Means they don't really understand the soul. So they're asura. Although they believe in the soul, it depends. If they say there's no God, but if they say I don't know, then they say, then it's okay. If they don't know, then they can go on. But if they say there's no God, then they're asura. And someone else says they believe in God, but they don't believe in the soul, then they don't understand God. They don't understand God. They're thinking they believe in God, but they don't know God. Because before you can understand God, first you have to understand the soul. They're thinking God is somebody with a material body. They don't understand God. They say they believe in God, but they don't really know. But you can judge from the qualities in the Bhagavad Gita, chapter 16. What about the other things I said? Thầy nói ở cái câu trả lời câu hỏi của Châu là nếu mà một người tin vào thần vào đấng tối cao nhưng mà họ không có nhận thức về linh hồn thì họ được gọi là ngoan đạo hay không, còn nếu một người tin vào vào đấng tối cao nhưng mà không có nhận thức về linh hồn và nhận thức về linh hồn mà không tin vào đấng tối cao thì họ cũng là một ngoan đạo hay là những người không tin vào thần thánh không ngoan đạo. Thì cái câu trả lời của thầy nói là cái người nào mà không, nếu mà có người mà có nhận thức về đấng tối cao mà không hiểu về linh hồn thì cũng không đúng, nghĩa là không phải là người ngoan đạo, không hiểu về bản chất thật sự, không hiểu về bản chất đấng cao của đấng tối cao. So the devotee and the demon is understood by their quality. Cái người tín đồ đầu tiên là phải rất là khiêm tốn. He wants to hear the scriptures. Cần phải nghe những cái thánh kinh. He will study under a spiritual teacher. Phải học để hiểu về cái bậc thầy tinh thần. But the demon is very proud. Không nên quá tự cao. Nhưng demon là những người của họ rất là. They know everything. Những người đó thì họ rất là quý, được quý trọng, họ hiểu điều biết rất nhiều. Thầy muốn hỏi, thầy nói rằng là cái sự khác biệt với tín đồ và những người mà họ và những người mà đến mình có những người mà ác quỷ ấy, họ khác nhau như nào, thì là có phải rằng là tín đồ họ luôn luôn là khiêm nhường, nhưng còn ác quỷ họ luôn luôn rất là cao thượng đại. Hare Krishna. Thầy chào mọi người. The quality is mentioned. You have to judge the quality. Chúng ta cần phải xác định một cái người tín đồ đó người ta có phẩm chất hay không. Just like if you study chemistry. Giống như khi mà chúng ta học môn hóa học. Yeah. There's a test you do for everything.
thí nghiệm để hiểu những cái tính chất. You will test to see, does it burn? Does it react with acid? Chúng ta có những cái thí nghiệm để hiểu được cái sự đốt cháy. Can you melt it? Được. So the same way, you have to look at the person's qualities. Là chúng ta cần phải nhìn nhận vào cái phẩm chất của người đó. There's some good and some bad in everyone. Người nào cũng có những điều tốt và những điều xấu. But the bad people, the demons can become devotees. Những người tồi, người xấu thì người ta không muốn trở thành một tín đồ. With good association. Những người xấu, người xấu họ cần phải có môi trường có thể trở thành người tốt. Để người những tín đồ. Important to get association. Điều quan trọng là chúng ta phải có môi trường gần nhau. If we associate with the meat eater, the drunkard, then we will also become the meat eater. Nếu mà chúng ta cứ tiếp xúc với những người mà sát sinh, ăn thịt động vật hoặc những người uống rượu, dần dần mình cũng sẽ như thế. But if we associate with the devotee, we will also become the devotee. Nếu chúng ta tiếp xúc với những tín đồ thì chúng ta dần dần cũng trở thành những tín đồ. Okay, we chant for Hare Krishna. I have some question. Can I ask? What do you want? His question is that does Krishna know everything? And the mission of Krishna is. And before he tries to understand Krishna, he has to understand who he is. Trước khi anh muốn biết muốn hiểu về thầm Krishna thì trước tiên là anh cần hiểu mình là ai đã. Do you know who you are? Yes. Who are you? Anh là ai? Một người bình thường. A normal person. No. But you have to know a bit more. Anh cần phải biết nhiều hơn thầy nữa. Yes. Before you can understand Krishna, you have to understand more. Trước khi hiểu được thầm Krishna là ai thì anh cần phải hiểu hơn. You have to understand you're not the body, you're a soul. Body. Đầu tiên anh phải hiểu là anh không phải là cái thân xác này, anh là linh hồn ở bên trong thân xác đấy. You have to understand there's two energies. There's a material energy, there's a spiritual energy. Điều thứ hai phải hiểu đó là có hai cái nguồn năng lượng. Năng lượng đầu tiên là năng lượng ở thế giới vật chất này và cái thứ hai đó là năng lượng tinh thần. Material energy is temporary. Cái năng lượng ở thế giới vật chất này thì nó chỉ có tạm thời thôi, nó không tồn tại. Full of ignorance, đầy suffering. Đầy dẫy cái sự ngu dốt cũng như là đau khổ. But the spiritual energy is eternal, full of bliss and knowledge. Còn thế giới tinh thần thì nó là thứ mà vĩnh cửu và tràn ngập phúc lạc. So you have to understand the nature of the soul. Vì thế anh cần phải hiểu được cái bản chất thực sự của linh hồn là như thế nào. And then you can try to understand Krishna. Từ đó thì anh sẽ có cái nỗ lực, cái động lực để mà hiểu về thần Krishna. You want to know Krishna's mission, you read that book, Bhagavad Gita. Để hiểu về sứ mệnh của Ngài thì anh có thể đọc quyển Bhagavad Gita. You want to know the mission is there in the Bhagavad Gita. Tất cả có trong quyển sách đấy. Have you read the Bhagavad Gita? Anh
lại đọc cái đấy chưa? Chưa, mới đọc cái quyển ngôn ngữ. Give him the book of serialization scientists, and he just began to start to read it. Maybe Science of Self-Realization wasn't the best book to give. I'm asking because I'm going to give this book to my husband. Well, the science of self-realization is okay. Just be careful what you read. There's some things in it which are easier to understand than others. Some things are more basic than others. Some things are quite advanced. So it's a question of which article you read in that book. If you read some of this in interviews, maybe with some of the reporters, then they're quite basic. Some of the other things are more advanced. And what is the better one? Huh? And what is the better one? Well, some of these smaller books, like Beyond Birth and Death, Top Moksha Yoga, Raja Vidya, these small books, On the Way to Krishna, these kind of books.